Là cây dừa này mình bỏ hả? Cây dừa ba ông đúng không? Cao. Ồ, tại mình không muốn trồng á hả? Kinh quá trời luôn. Tối ngày đi đâu đi theo, đi hai qua đi theo. Đã đẩy qua vô đi đi vô, phải qua ra đi ra. Tại vì cây dừa này cao quá mình bỏ. Cao quá thì giờ thấy không được với lại trồng lại số lợi khác rồi. Bây giờ mình thường ngày dừa trồng bao nhiêu năm mới thu hoạch được mà mình chặt cây cây này có ra trái rồi bỏ ổn. 3 năm. Ba năm này có trồng ở dưới rồi, có trồng bự lên rồi mới đốt cái này mà. Đằng ngay cho đằng kia thấy dừa vàng là dừa Mã Lai, còn cái dừa xanh bự trái bự là dừa gì? Dứa. Dứa sao trái bự dữ vậy? Nào. Đặng đặng á, cái trái màu dừa màu xanh á. Hồi nãy thấy ba trái cái chỗ đó. Cái trái đó là cái này nè, dừa dừa xưa, dừa bung dừa xưa. Bởi trái nó bự quá trời. Dừa cái cây này nè, trái đắng trắng cái gì? Còn cái này là mình cắt ở gần trên đọt đúng không? Tức là ăn củ dừa là cái đầu non của nó đúng không? Củ hủ là cái non này nó mới ra lá nè, từ từ ra lá nè. Rồi có cái con đuông đâu, người ta nói con đuông mà đuông lên là bị đuông ăn mới có, con này không có đuông. Con này nó đang sống bình thường tự nhiên đốn chứ đâu phải đuông ăn. Cái da bự da gì yếu. Đâu cần bự đâu. Vậy là giống như cây chuối mình ăn cái non vậy đó. Cái non xèo mà. Chưa ăn được luôn. Chưa. Nó có bao nhiêu? Thì đó lọc ra nó non ở trong như củ măng vậy mà. Thì lá này chặt này bỏ sao. Để dưa. Như đây nó mềm nè. Thì nó mềm. Bắp non cái gì? Bắp non á, nấu ra. Lào trước hồi còn mần tầm tay cái gì? Bẻ lá của nó nè, bẻ lá mình còn non nè. Đây nó mềm rồi nè. Bà thấy bự chứ đâu còn nhiêu. Vậy chứ đem phố nó bán nhà hàng cũng mắc lắm mà. Ngon rồi. Được rồi hả? Như thế đang ngon rồi. Cũng được, đưa cô cầm. Cái đó cứng. Cái đâu cứng, này mới mềm nè. Này cô bấm nó mềm phải không nè. Bấm nó mềm phải không? Oh yeah. Đâu đâu mà. Giặt này mình xem nè, bỏ nè. Cái để lỗ kia rồi giặt chứ, giặt nó bỏ ngoài. Ủa. Rồi vậy đi, là chừng nào nó già khúc này, nó khúc này không, nó khúc này già mới bỏ nè. Mình giờ mình bỏ hết sao? Hả? Giờ mình chừng giặt cái này non xong là cứ lên đây già cái bỏ mấy này. Cái bỏ này xong đâu không non nữa cái lấy khúc nữa. Ừ. Để đúng rồi, để mình giờ làm vậy là mất. Đúng rồi.